quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo, Diệu Quyên xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Bản tin cho hay, Qatar muốn thu hút doanh nghiệp và công nhân tại Việt Nam. Đại sứ Qatar tại Việt Nam là Abdallah Alhama cho biết là nước này đang có nhu cầu rất lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng, hy vọng sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp và công nhân Việt Nam hợp tác. Để chuẩn bị cho World Cup năm 2022, Qatar sắp tới sẽ xây dựng một loạt công trình hạ tầng như sân bay, sân vận động, tàu điện ngầm và đường xá. Do đó, đây là thời điểm đích thích hợp để cho doanh nghiệp Việt Nam tăng kết nối với các doanh nghiệp tại Qatar. Mối hợp tác này cũng tạo cơ hội để cho các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng hệ thống làm lạnh tự động ở các không gian lớn, như là các sân vận động của doanh nghiệp Qatar. Theo lời của ông Alhama, lao động Việt Nam cũng là mục đích nhắm vào các doanh nghiệp Qatar trong thời gian tới. Thời điểm 2009 có tới 10.000 công nhân Việt Nam làm việc tại Qatar. Tuy nhiên thì con số sụt giảm còn 2.000 người năm 2012 do lao động gặp một số trở ngại về ngôn ngữ và kỹ năng. Từng là đại sứ tại Thái Lan kiêm nhiệm về Việt Nam trong nhiệm kỳ trước, thì ông Hammer đánh giá Qatar và Việt Nam có thể mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như dầu khí, ngân hàng, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Hiện nay thì Qatar góp vốn 1 tỷ tiền Mỹ Kim ngay tại tổ hợp hóa hầu của Long Sơn và Bà Rịa Vũng Tàu. Vào năm 2015, Qatar sẽ mở chi nhánh của một trong những ngân hàng lớn nhất tại Trung Đông là Qatar National Bank tại Sài Gòn. Một số các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Qatar đã bày tỏ mong muốn thu nông sản như là gạo, hạt điều, hạt tiêu cũng như là hợp tác xây dựng với Việt Nam. Ấn Độ cung cấp tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam. Thưa quý vị, RFI trích nguồn tin từ báo chí Ấn Độ hôm 18 tháng 12. Ấn Độ từng cam kết trang bị tàu tuần tra cho Việt Nam, thậm chí còn sẵn sàng cấp một khoản tín dụng ưu đãi 100 triệu Mỹ Kim để Việt Nam có thể mua trang thiết bị quân sự của Ấn Độ. Theo trang mạng Tribune News Service, thì các chiếc tàu sắp bán cho Việt Nam thuộc loại tàu tuần tra cao tốc có vỏ bằng nhôm đặc biệt. Phát biểu tại New Delhi vào hôm nay, thì ông AK Verma, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn nhà nước Ấn Độ Garden Reach Ship Engineering tại Kolkata, cho biết khái quát về loại tàu mà Tân Delhi sắp bán cho Việt Nam, đó là những chiến hạm có chiều dài 37 thước, ngắn hơn 13 thước so với các chiến hạm cùng lớp với Hải quân Ấn Độ. Công ty của ông Verma cũng đã chuyển cho phía Việt Nam bản đặc trưng kỹ thuật của các chiếc tàu này. Và theo như ông Verma thì thưa quý vị, Việt Nam muốn mua từ 7 đến 8 chiếc tàu loại này trong khuôn khổ chính sách mở rộng ảnh hưởng về phía Đông. Ấn Độ mới đây đã mở rộng một khoản tín dụng 100 triệu Mỹ Kim cho Việt Nam để mua thiết bị quốc phòng và các chiếc tàu tuần tra nói trên sẽ nằm trong khuôn khổ khoản tín dụng đó. Báo chí Ấn Độ nhắc lại rằng Việt Nam cùng với 5 quốc gia khác đang có tranh chấp biển đảo với Trung Cộng ở Biển Đông. Tân Delhi chủ trương bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực vì trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và vùng Đông Bắc và Đông Nam Á đều đi ngang qua vùng biển này. Thưa quý vị, Việt Nam đứng vào hàng thứ 5 về bỏ tù nhà báo theo Tổ chức Bảo vệ Ký giả, tức là CPJ. Tổng cộng trong cả năm 2014, trên thế giới có 220 nhà báo bị bỏ tù, tăng 9 người so với năm trước đó. Đây là con số nhiều thứ hai trong tất cả các năm kể từ khi CPJ bắt đầu thống kê về các nhà báo bị bỏ tù vào năm 1990. 10 quốc gia có số nhà báo ngồi tù nhiều nhất là Trung Cộng, Iran, Eritrea, Ethiopia, Việt Nam, Syria, Ai Cập, Miến Điện, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ. Đứng đầu danh sách vẫn là Trung Cộng với 44 người, còn Việt Nam đứng vào hạng thứ 5 trong danh sách của các nước cầm tù nhiều nhà báo nhất năm 2014 với 16 người hiện nay đang bị giam giữ. Trong số 16 nhà báo và cây bút bị cầm tù tại Việt Nam, CPJ nhắc tới các trường hợp nhiều người biết đến như ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Tạ Phong Tần, ông Lê Quốc Quân, nhà báo Hoàng Khương, ông Nguyễn Hữu Vinh, anh Ba Sàm, ông Trương Duy Nhất và nhà báo Võ Thanh Tùng. Năm 2014 là năm thứ 3 liên tiếp con số nhà báo bị cầm tù trên thế giới vượt qua ngưỡng 200 người, cho thấy một xu hướng đáng quan ngại. Tại Trung Cộng thì số nhà báo bị bắt tăng nhanh so với 32 người năm 2013 và CPJ đã nhận xét đây là chỉ dấu về áp lực mà Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đang đặt lên báo chí, giới luật sư, bất đồng chính kiến và học giả buộc họ phải tuân theo lập trường của chính phủ. Không chỉ bỏ tù các nhà báo Hoa Lục, Bắc Kinh cũng đưa ra các quy định mới ngặt nghèo về những gì có thể đưa tin và từ chối thị thực cho báo chí nước ngoài. CPJ cho biết các chủ đề liên quan về người thiểu số tại Trung Cộng vẫn tiếp tục bị cho là nhạy cảm. Gần một nửa số người bị tù là các cây bút Tây Tạng hoặc là Uyghur.
có 29 nhà báo đã bị nhà cầm quyền Trung Cộng bỏ tù vì tội danh chống nhà nước. Người Việt hải ngoại đã gửi 12 tỷ Mỹ Kim về Việt Nam trong năm 2014. Thưa quý vị, báo mạng VTC News dẫn phúc trình của công ty tài chính Western Union cho biết là số ngoại tệ của người Việt Nam tại 187 quốc gia khắp thế giới gửi về cho thân nhân ở Việt Nam đã lên tới 12 tỷ Mỹ Kim trong năm 2014. Phúc trình này cũng nói rằng hơn 30% số ngoại tệ của người Việt Nam ở hải ngoại gửi về đã được người ở Việt Nam gửi vào ngân hàng để lấy lời. Có khoảng 30% còn lại dùng vào việc kinh doanh, 20% được dùng để mua vàng cất trữ và có khoảng 17% được sử dụng vào việc mua nhà đất. Riêng tại Sài Gòn, người nhận được tiền của thân nhân ở hải ngoại gửi về đã để dành tới 45% để sinh sống. Ở miền Trung thì phần lớn số tiền này được dùng để trả nợ mà người xuất khẩu lao động đã vay khi làm thủ tục xuất cảnh. Tại Hà Nội, tỉnh Nghệ An thì rất nhiều người Việt ở hải ngoại gửi tiền về cho thân nhân xây nhà từ đường, tức là nhà thờ họ. Theo báo Dân Trí thì số tiền của người Việt Nam ở hải ngoại gửi về trong nước trong năm 2014 đã lên tới 12 tỷ Mỹ Kim, chiếm 8% tổng sản phẩm quốc dân của Việt Nam. Một phúc trình khác của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam nói rằng hiện nay có 5 triệu người Việt Nam đang du học, làm việc và định cư tại hơn 104 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới. Phúc trình này tiên đoán rằng số công nhân Việt Nam ra ngoại quốc làm việc sẽ tiếp tục tăng vọt trong thời gian tới đây. Báo này cũng cho hay là số lượng ngoại tệ của người Việt ở Hoa Kỳ gửi về cho thân nhân ở Việt Nam đã chiếm tới 57% tổng số tiền mà Việt Nam gọi là kiều hối. Kế tiếp là người Việt tại Úc, tại Canada, Đức, Campuchia và Pháp. Thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ quận Cam. Vừa qua, trong suốt ngày 13 tháng 12 năm 2014, ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh có buổi họp mặt với quý anh chị em văn nghệ ca nhạc đấu tranh và thân hữu khắp nơi về tại thành phố Garden Grove nhân dịp lễ giỗ đầu của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng. Phóng viên Quang Trung có gửi về bản tường trình như sau. Mời quý vị theo dõi. Kính chào quý khán thính giả. Vừa qua, trong suốt ngày 13 tháng 12 năm 2014, ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh có buổi họp mặt với quý anh chị em văn nghệ sĩ ca nhạc đấu tranh và thân hữu khắp nơi về tại thành phố Garden Grove nhân dịp lễ giỗ đầu của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng. Vào 10 giờ sáng, quý anh chị em, thân hữu cùng ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh đã có mặt tại Đức Thánh Chúa Chiên Lành, viếng mộ cố ca nhạc sĩ Việt Dũng, cũng như thắp những nén nhang, tưởng nhớ một người bạn, người em, người anh cùng chí hướng trên con đường đấu tranh cho lý tưởng thực sự tự do cho quê hương Việt Nam. Tuy nhiên, anh Việt Dũng ra đi được một năm, nhưng tinh thần Việt Dũng đã lan tỏa ra không riêng ở hải ngoại mà còn nhân rộng với mọi giới trong quốc nội. Đã hy sinh, đã ra đi, sự ra đi dòng sự tiếc tới cho nhân dân Việt Nam. Các Nguyệt Ánh chia sẻ. Đau khổ là tại vì chị biết em sẽ chết, biết em sẽ đi, nhưng chị chưa có hề mở miệng chị nói cảm ơn Việt Dũng. Chị cảm ơn em đã làm người bạn đời tranh đấu với chị trong suốt gần 40 năm. Chị cảm ơn em đã chia sẻ với chị tất cả cái con đường gian nan. Chỉ có em biết con đường đó không phải là con đường đầy hoa. Đau khổ của riêng mình và đau khổ của bao nhiêu người khác mà mình đã tự mang vào để mà mình làm sao cất lên tiếng nói thay cho những người đồng bào xấu số của mình trên biển Đông và ở tại quê nhà. Theo, quý anh chị em cùng ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh đã hợp ca những nhạc phẩm We March for Freedom, Bịt miệng tự do và hát với anh em tại phòng thu của nhạc sĩ Quốc Toản. Trong dịp này, ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh kêu gọi anh chị em, thân hữu và mọi giới đang còn quan tâm đến vận mệnh của đất nước cùng nhau tham gia chiến dịch We March for Freedom trong thời gian sắp tới, nhằm mục đích ủng hộ cao trào đấu tranh nhân quyền mà nhà cầm quyền Cộng sản đang đàn áp và vi phạm trầm trọng với quốc tế. We march for freedom, nous marchons pour la liberté, chúng ta tuần hành cho tự do. We march for freedom, nous marchons pour la liberté, chúng ta tuần hành cho tự do. Sau đó,
vào lúc 6 giờ 30 phút tối cùng ngày, đã có thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn John Kim Việt Dũng tại thánh đường chánh tòa Chúa Kitô do linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên chủ tế thánh lễ. Chúng tôi, nhóm thông tấn viên SBTN Chính trị Xã hội Oregon, tường trình từ thành phố Garonro, thân ái chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn thông tấn viên Quang Trung. Và thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ Fresno, tiếp tục phóng sự liên quan tới chuyện đồng hương Phật tử tại thành phố Fresno, California hoang mang về sự kiện hòa thượng trụ trì chùa Tam Bảo đột ngột từ chức. Xin mời quý vị theo dõi phần 2 trong chuỗi phóng sự liên quan tới vấn đề gây xôn xao tại chùa Tam Bảo do phóng viên Vũ Nhân thực hiện sau đây. Thưa quý vị, để tiếp theo phóng sự lần trước, hôm nay Vũ Nhân xin được gửi đến quý vị ý kiến của quý Phật tử nghĩ gì về những sự việc đã xảy ra tại chùa Tam Bảo. Rất là hỗn loạn và có những một số người đã bạo lực và không có trật tự, không có gì hết đó, quay thường trước Tam Bảo. Ở đây cũng khá lâu, coi như 34 năm, nơi chú tên là Quỳnh Hương. Chùa này thì chú đi bắt đầu từ cái hồi mà có cái chùa cũ rồi chú tới cái chùa này. Chú không hài lòng. Cái ông thầy Thích Quảng Hạnh thì từ chức, cũng như ngày hôm nay thì không riêng gì mình chú mà đa số coi như đạo hữu ở đây bất bình cho cái chùa Thích Tam Bảo. Ở Fresno này hiếm lắm mới có người thầy về đây rất là hiền, rất dày đạo, rất là mạnh, muốn làm trường học, làm chỗ cho người già ở. Đặng mai mốt đây ở Fresno thì rất là có hưởng được, nhưng mà giống như không có duyên ở đây. Có người không thích thầy này về làm như vậy, bởi vậy thầy mới bỏ đi sớm, thì cũng rất là buồn. Tôi thấy nó hỗn loạn, nó ra đời đã có những người có những cái thái độ rất là du côn, nhà vô môn là yêu ít người những Phật tử để cho bịt miệng người ta lại. Vì thế, nhưng mà tôi đối với những cái hành động đó, tôi chẳng bao giờ phải sợ hãi cả. Tôi là thiện võ, là một Phật tử của chùa Tam Bảo đã 20 năm rồi. Tôi rất là bất bình khi thấy mà cái ban trị sự của chùa Tam Bảo đã quyết định sa thải thầy một cách bất công như vậy, và không cũng qua Phật tử ở Fresno trước mà đi sa thải này trước. Và rất là đa số đồng hương ở đây rất là bất bình như chỗ này. Có một số anh em còn thắc mắc, muốn tìm hiểu, thì cá nhân tôi cũng có nói là tất cả những chi tiết nếu quý vị muốn và cái sự đồng thuận của hai vị thượng tọa và hòa thượng thì chúng tôi ở cái phía hậu trường đây sẵn sàng trả lời tất cả những chi tiết mà những sự việc nó xảy ra. Thì rất tiếc là mọi người không có chấp nhận cái lời thỉnh cầu của tôi để tôi có thể mà trình bày hết, bởi vì tôi là một trong những người thư ký được làm thư ký trong những cái sự việc của chùa Tam Bảo này. Theo tôi thấy ạ, thì tôi chưa có biết được trong cái nội bộ như thế nào, nhưng mà tôi nhìn thấy, nghe thấy những cái sự việc nó xảy ra theo cái phỏng đoán của tôi, thì chúng ta là Phật tử, chúng ta hãy bình tĩnh để xem xét rằng ai đúng ai sai. Thành ra xin quý vị hãy bình tĩnh và nhìn sự thật, đừng có bao giờ nghe ai nói hay vào ai là giải quyết như thế nào, mà xin là nhìn cho đúng sự thật đã rồi mới là quyết đoán, đã rồi mới muốn là về bên này hay là bên kia, ai đúng ai sai. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi chúng ta thấy có hai vấn đề để đưa đến sự hỗn loạn tại chùa Tam Bảo trong cuộc họp. Cái vấn đề thứ nhất là rất đông quý Phật tử muốn biết lý do gì tại sao thầy Thích Quảng Hạnh trụ trì chùa Tam Bảo là phải từ chức. Cái vấn đề thứ hai, ai là người trong chùa trình báo với cảnh sát khi thầy Quảng Hạnh mới từ Việt Nam về lại Hoa Kỳ. Vũ Nhân kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát hình vào ngày mai. Vũ Nhân sẽ gửi đến quý vị. Xin cảm ơn phóng viên Vũ Nhân. Thưa quý vị, đến đây một lần nữa chúng tôi xin tự tạm ngưng phần tin trong giây lát, và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị bản tin trên thế giới. Thưa quý vị, người Cuba lạc quan trước tình thương, trước về tin Bình Nhưỡng quan hệ hóa với Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi sau phần thông tin thương mại của đài.